ở bên Mỹ thì Khánh lúc đó thì Khánh cũng nói là thôi lần này là mình sau khi mà mình đã quay xong Bà Nắm Bóng rồi á thì Khánh muốn là thưởng cho bản thân mình, tại vì từ đầu năm đến giờ thì Khánh cũng chưa có đi đâu hết, nên là Khánh nói thôi bây giờ mình đi du lịch cho khuây khỏa, tại vì cũng gặp áp lực nhiều thứ trong cuộc sống mà Khánh cũng không tiện chia sẻ với các bạn ở đây. Thì Khánh đi du lịch xong rồi cái trước ngày đi thì Khánh nói là Khánh Khánh có bàn với lại một vài người bạn của Khánh, thì họ có nói là hay là sẵn dịp qua bên Mỹ thì đem theo đồ Bà Nắm Bóng rồi qua bên đó make up rồi xong rồi qua bên đó chụp hình chụp giọt vài tấm cho vui. Tại vì thật ra thì khi mà mình đăng lên như vậy thì chắc chắn thì nó cũng sẽ có hình ảnh Bà Nắm Bóng được các bạn, nếu mà thích thì nó sẽ rất là tốt cho mình, tại vì sau khi mình đi Mỹ về thì mình lại ra Bà Nắm Bóng phần 2. Thì nếu như được các bạn quan tâm cái nhân vật Bà Nắm Bóng thì lúc mình ra sản phẩm thì nó cũng sẽ hiệu ứng cũng sẽ tốt hơn, tương tác tốt. Rồi các bạn cũng sẽ quan tâm nhiều hơn, tại vì mình cũng ngưng Bà Nắm Bóng từ phần 1 đến phần 2 thì cũng cả nửa năm hơn rồi, nên là đôi khi cũng sợ các bạn quên, nên là thôi giờ mình hâm nóng. Thì xong rồi cái Khánh mang đồ Bà Nắm Bóng qua bên đó, xong Khánh qua Mỹ xong bắt đầu ngại lắm, lúc mà ra giữa đường Khánh thấy rất là ngại luôn, tại vì ai cũng nhìn hết, tại vì ở bên đó xong cái ở cái Khánh Khánh hình như là chắc là cũng 2-3 tiếng đầu là không dám chụp hình, tại vì cứ đi ra đường là mọi người nhìn. Mà mấy anh Mỹ đen ảnh mê Khánh hay sao á, ảnh nhìn Khánh một cách rất thèm thuồng và kiểu kiểu gọi là sao ta, ảnh ý là ảnh cứ chọc ghẹo luôn á, đúng nghĩa là chọc ghẹo luôn, tại vì ảnh không biết Khánh là con trai. Xong cái ảnh ảnh khen rồi xong ảnh khều 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 và đá lông nghe rồi chút chuột và đủ trò hết á. Xong cái lúc cái Khánh bị mắc cỡ, xong rồi Khánh mới vô tiệm ăn, Khánh ngồi Khánh ăn ăn xong rồi Khánh lấy lại được bình tĩnh rồi đó, xong rồi Khánh mới đi ra Khánh chụp hình, mà Khánh cũng không dám đứng chụp hình tạo kiểu như người ta nữa, tại vì Khánh sợ người ta nhìn mắc cỡ, hiểu không? Xong rồi cái Khánh ngồi xuống, Khánh nói ê hay là chụp một Khánh nói với anh quản lý của Khánh là ê hay là bây giờ ngồi xuống chụp một tấm đi chứ đứng gây sự chú ý quá ngồi xuống. Thì tự nhiên cứ lần nào ngồi 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 xong cái tự nhiên cái xong rồi cái anh quản lý của Khánh mới nói là hả ngồi xuống cũng thấy thú vị, nên là hay là bây giờ cứ là Bà Nắm Bóng ở đâu bà cũng ngồi đi, coi như là bà ngồi phơi nắng ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ vậy đó, thì nó cũng sẽ ra một cái concept rất là riêng của Bà Nắm Bóng. Thì xong rồi cứ thử vậy, xong rồi nói chung là ngoài là những cái concept ngồi đó thì cũng là chụp thêm vài concept khác, nhưng mà sau đó về coi hình lại thì mới thấy là mắc cười, thấy mấy cái tấm hình mà cứ ở đâu cũng ngồi 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 đó, xong rồi thấy mắc cười quá, nên thôi là quyết định là tung cái bộ ảnh đó ra. Thì xong rồi up lên trên Facebook thì nhận lại được rất là nhiều sự thích thú của cộng đồng mạng cũng như là của khán giả, nên là rất là vui. Thì cũng rất là hy vọng là những cái đó là cũng không phải là một những hành động gì gọi là quá lố hay như thế nào cả. Thật ra thì khi mà anh tung bộ ảnh đó thì Khánh Khánh lại nhận được cái sự thích thú của các bạn nhiều hơn là cái sự mà trời ơi bạn này làm lố, Khánh làm lố, Khánh mang đồ giả gái nhiều qua nước ngoài ghê ghê quá, không có thì không có. Khánh không có đọc được một cái bình luận nào như vậy cả, mà Khánh nhận lại được những cái sự tích cực, nên là Khánh rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều.